Ôi, ơi lâu quá hôm qua thăm chị Xui mình với mấy sắp nhỏ mấy cả này mấy sắp nhỏ nó khỏe không với chị Xui nữa để coi mình đi vô trong coi chị Xui dạo này không biết khỏe không đó. Chị Xui ơi, có ở nhà không chị Xui? Ủa, tôi có ở nhà. Đi qua không kêu sắp nhỏ nó trời ơi, nó dẫn anh qua, nó chở anh đi gì đâu rồi anh đi một mình hả? Lâu quá nhớ mấy đứa nhỏ với nhớ chị Xui. Ủa lộn, nhớ chị đứa, Xui gì đứa trời cháu. Trời ơi trời, anh nói lộn kiểu này á, đúng vậy anh Xui. Rồi rồi anh ngồi đi đi. Bánh anh Xui. Chị Xui dạo này khỏe không? Khỏe như trâu vậy đó, có mặn gì đâu rồi ấy. Tôi nhớ sắp nhỏ quá rồi. Ở này không biết sắp nhỏ nó mặn cái gì nữa. Út với thằng chồng đó. Ăn miếng bánh đi anh. Dạ được rồi chồng chị. Chồng nó đi làm rồi. Mới vô đi đường xa chị cho ăn bánh tay chắc tôi nghẹt cổ tôi chết quá. Anh thông cảm. Để tôi kêu nó vô. Út ơi, nhớ Út ơi. Dạ lấy nước tí mới lại nè, có tí mới qua thế. Ừ con mà. Ủa sao không để cho mấy đứa con đi qua chở qua đây, đi qua đây bằng cái gì vậy? Trời ơi mấy anh chị con nó đi mặn hết rồi, tí đi xe đò. Không nói đi con qua con chở qua cho, trời ơi làm cũng tí nhớ tụi bay với mấy đứa nhỏ. Trời ơi anh không nói sẵn đi, qua thăm chị Xui. Chị để con đi vô con lấy nước nha. À, được rồi con ơi. Rồi để cho nó lấy nước cho anh uống. Rồi hồi ăn miếng bánh hay anh Xui, cỡ này khỏe cũng khỏe hay anh Xui. À, cũng khỏe à chị, qua đây tính có công chuyện. Công chuyện hả? Ờ. Tính báo cho chị hay tin mừng. Có tin mừng nữa hả? Nước rồi nè, biết tiếp. Ờ, à, cảm ơn con. Đây 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 trời không thấy đường mà để đi con cháu nó qua nó chở cho không chịu trời. Cái này cái dưới bầy cũng tệ nữa. Con có biết đâu, con có nói đâu, có nói là con qua con nghe rồi. Anh Xui trời ơi cỡ này lâu anh Xui quá trời luôn mà không đứa nào cạo chứ. Chẳng ông đi cạo hết tóc ông bữa. Anh Xui anh bển về còn của mình anh là có cái gì anh Xui điện cho mấy đứa nhỏ. Hú một cái là tôi kêu mấy đứa đi qua liền. Được rồi chị ơi. Để anh đi qua gì vậy mình ơi, nhất giả. Làm phiền mấy đứa nhỏ nó đi đường mặt. Nữa. Trời nghiệp nó. Con cũng lực con lẽ vậy. Hỏi đây chưa. Chồng con đâu rồi Út? Nực quá. Đi làm rồi tía. Nực quá nực rồi, ta chịu hết nổi rồi, ta cởi cái quần ra bớt. Cái gì mẹ? Xem vợ nực muốn chết luôn. Trời trời trời, cởi quần, tiếc con ở đây mà cởi quần gì? Anh Xui đâu có thấy được. Mày quên rồi hả? Ờ ha. Nực muốn ăn chết rồi sao giờ? Quên quên. Tao tưởng ai là ai sao mà nhận chi. Trời ơi. Tụt quần mê luôn hả trời? Trời ơi nó nực chết. Trời cái này nó nắng. Gì vậy? Gì tía? Gì chứ hả? Ôi gì trời Xui? Tía bị sâu răng. Trời ơi mấy đứa này nó tài á. Anh Xui bị sâu răng chảy nước luôn rồi. Sâu răng nó bị lục lỗ. Tía không nói con. Sâu răng con đi kiếm thuốc ấy cho. Dạ. Hút cấp cho anh Xui đi. Quần bọng nè bỏ tùm lum tùm la hết trơn. Máng lên mẹ chấm đi. Trời ơi. Chị Xui dạo này có đi làm gì không chị Xui? Không anh ơi. Ở này ba cái ruộng á rồi cho mà thằng Út nó làm. À. Rồi tới thu hoạch thì mình nó ăn thôi. Mùa này có trúng giá không chị? Mùa này được. Được giá hả? Giá nó 8.000 nữ lên ơi. Ồ vậy là giá năm nay cũng ngon rồi đó chị ơi. Uống đi anh Xui. Dạ dạ. Nắng quá trời nắng tội nghiệp. Anh hết sức tự bển đi qua tới bên đây chàng ơi. Trời ơi có gì đâu đi qua không có quà cáp thấy ngại quá chị ơi. Ừ. Quà cáp gì anh ơi. Anh qua anh thăm mấy đứa nhỏ mà anh mạnh khỏe là mấy đứa nó mừng rồi. Ở này nực quá trời nực rồi. Sao dạo này chị Xui trắng dữ vậy? Rồi rồi. Ủa? Rồi.
Dạo này chị xui sao mà nhà cửa gì thấy khang trang quá vậy? Tôi đi tôi gờ tôi thấy cái giò nó bóng bóng nè. Tôi thấy giò bóng quá, tưởng là anh thấy được cái lợi mặt gì với lại người ta luôn. Uống nước nữa đi anh xui. Coi nè, dạ Út ơi. Dạ. À, coi bắt cơm lên á, cho anh xui ăn cơm luôn nghe con. Dạ. Đi ăn cơm luôn hả Tết? Ăn cơm luôn rồi. Nấu canh chua đi. Canh chua mà cá lóc đi. Thôi ngày mai tía hai ăn luôn con ơi. Gì? Tía ăn chịu qua rồi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ngày canh chua ăn qua rồi, sáng giờ chưa ăn. Để con gói, để con gói. Một chút tiêu nữa tôi đi lấy đồ nhém sau gan. Rõ này có nhiêu mà quên hoài. Mà mẹ chị xui gì đâu mà trắng dữ thằng ôn trời. Ủa? Nói gì trắng anh xui? Không có, tôi nói cái bàn nó trắng. Cái Ủa? Bàn đá. Tôi giờ là tôi biết cái trắng rồi nè. Bàn này giờ biết trắng. Ê con nghe mà tía, anh xui cháu ăn đâu con nhét cho nè. Thôi à, được rồi con ơi. Trời mình ra đi tía. Được rồi. Trời ơi nó mặn dữ rồi ốp. Nhét cái đó đó. Ờ chị xui ơi, cháu ngoại tôi đâu rồi không thấy chứ chị xui. Trời ơi quên nữa, nay bữa nay thứ bảy nó ở nhà kìa. Thứ bảy nó ở nhà hả? Dạ. Vẫn mà như cho nó hỏi ngoại nó nè. Dạ dạ bé Như đây. Kìa ông ngoại mới lại con. Ngoại mới tới. Giỏi bé Như lại ông ngoại dịnh cái coi. Bé Như là ông ngoại nữ rồi con. Trời ơi bé Như giỏi quá. Con có đi học chưa? Con có học chưa? Con trả lời đi. Con học lớp mấy rồi? Học lớp mấy? Con học mẫu giáo. À rồi, giỏi quá. Ông ngoại ngoan. Rồi ngoan nha. Rồi. Thì đi chút xíu ông ngoại cho tiền đi ăn kem nha. Rồi đi vô con ơi. Thôi ông ngoại con vô. Thôi ông ngoại con vô. Giỏi. Đi vô đây ngồi anh xui ơi. Vô vô trong này á là tôi làm tiếp đó, để cơm nha anh xui. Làm gì chị xui? Nấu cơm cho anh ăn. Ăn cơm hả? Được được được. Ở chơi nhà bữa thứ hai hay gì? Rồi rồi vô. Ăn dặn ăn cơm. Xui nha. Đây nè anh xui, anh xui dĩnh tôi đây nè. Ừ anh xui dĩnh tôi nè. Rồi cảm ơn chị xui nha. Mới sáng mắt còn thấy tánh tình của chị xui. Về anh xui, anh xui chờ tôi lao lộn chút xíu vậy, Út nó đem đồ lên tôi nấu nha. Chị xui cứ làm đi. Ai ngủ quá trời, nhà ngủ quá trời, ngủ gì vậy? Gì đâu mà gãy đít gãy khu mà trời. Trời mồ hôi vậy. Còn gãy nách nữa. Nhờ tôi sáng mắt tôi mới thấy cái cảnh này. Chứ hồi nào giờ tôi qua chơi tôi đâu có thấy. À, dạ Út ơi. Dạ tía. Đem ly nước cho tía uống với con. Dạ dạ. Ủa sao quay không vô nấu cơm, để chị xui nấu cơm hoài vậy? Đi tới đi lui tía chóng mặt quá à. Ủa? Còn sao chóng mặt? Tại tôi có bệnh lên máu. Lên máu tại cái hơi gió. Ủa? Sao tía biết mẹ chồng con đi tới đi lui? Trời ơi, tính qua là cho chị xui hay. Là tía sáng mắt rồi. Trời ơi, thưa sáng mắt rồi nào, sao con không nói? Trời tía không nói con. Trời tính qua cho hay mà, sớm giờ chưa có dịp. Trời ơi. Giờ tía sáng mắt mới thấy chị xui, ở dơ quá, thôi tía về. Trời ơi, chiếc này đổi luôn rồi, trời. Thôi,
tí về nghe con. Dạ. Trời trời, giận út ơi, giận út sao con không nói với mẹ? Con cũng đâu có biết đâu. Chết luôn rồi. Trời ơi, đổi quần. Rồi em xin mến chào cả nhà. Thì hiện tại bên em bán cá mặt hàng như sau nha. Đây là khô cá lóc 260 ngàn một ký. Và đây là khô bò 120 ngàn một hũ. Đây là hạt mít ca 130 ngàn một hũ. Khô mực xé sợi hấp nước dừa 120 ngàn một hũ. Khô gà 100 ngàn một hũ. Sugo cải thiện cho bé biến ăn lười ăn 450 ngàn một chai. Kem body 290 ngàn một hũ. Combo chị nấm 100 ngàn một combo. Và nước sợ vải 100 ngàn một chai. Đó, thì cả nhà mình có yêu mến tem em cũng như là yêu mến em thì ủng hộ mua hàng giúp em với số điện thoại nằm bên trên nha cả nhà. Bây giờ em xin mến chào cả nhà nha.